Chào các bạn đến với kênh của mình. Chào bạn. Chỉ mới tháng 12 thôi mà đi ra đường đã nghe mọi người người ta mở nhạc xuân về rồi. Cảm giác thiệt là nôn nóng quá ha. Như các bạn còn nhỏ đó, Tết tới thì các bạn rất là nôn. Sẽ được cha mẹ chở đi du lịch nè, được ông bà lì xì đủ thứ hết trơn. Riêng về như Tony đây, lớn rồi, già rồi, thấy Tết tới nơi là nó rất là sợ. Bởi vì dọn dẹp nhà cửa nè, quét nhà nè, quét vôi cho nhà nó mới lại nè. Anh già rồi thì anh phải chịu thôi. Đâu phải anh lớn anh mới dọn dẹp nhà đâu, bọn em nhỏ cũng dọn dẹp nhà nè. Con cái bọn mình tới Tết cũng phải dọn dẹp nhà chứ các bạn. Nào là lau nhà nè, lau cửa sổ nữa, và mua trái cây về cúng nữa nè. Nhắc tới các loại trái cây để trưng bày cho dịp Tết á, thì trong video này Tony sẽ dẫn cả team đi tham quan vườn quýt ở bên Lai Dung. Từ đây cho tới địa điểm đó là khoảng 25 cây số. Yeah. Mấy em đã biết vườn quýt chưa? Dạ chưa. Chưa biết cái vườn gì rồi? Hồi đó giờ em chỉ biết những cái vườn mình đã từng làm clip mà thôi. Đó giờ em chỉ biết trái quýt cầm trên tay của ăn thôi chứ chưa biết cây quýt nó ra sao nữa. Để em tính chừng nào đi vườn quýt hả? Ngày hôm nay đi xe đạp hả anh Vinh? Cưng nhắm cưng đạp xe nổi không? Đạp xe thì không nổi gì đó, nhưng mà chị ói kìa, chị đi xe hơi được không? Không được cũng phải được, không lẽ ở nhà? Quen anh Vinh sao quá, để giờ em xin mẹ ăn cái. Thôi mấy cái clip ăn uống thấy đại tao hôm nay không biết nó nữa ta. Chắc nó ngủ quên ở nhà đó chứ ăn dễ gì nó không đi. Thôi bây giờ bọn mình đi về xin phép rồi đi ngủ ở đại luôn. Mẹ ơi, mẹ cho con đi qua vườn quýt bên Lai Dung nha. Mẹ ơi, cho con đi tham quan vườn quýt bên Lai Dung với cả team nha mẹ. Cửa mở nè, xe cũng đại nè. Chắc chắn đang ở trong nhà. Mở cửa luôn đi. Thôi cửa không phá mày ơi. Rồi đi vô. Mở ra. Rồi nó ngủ mẹ ơi. Thấy không các bạn? Nó đang ngủ nướng ở trong kìa. Đi trong. Gì vậy? Mày kêu tao làm gì vậy? Bữa nay đi quay sao mày ngủ ở đây nữa? A few moments later. Ủa ta sao nãy anh Đại nó nói thay cáo xong rồi lên mà sao tới giờ chưa tới nữa? Đại đi chở thì cho nó ở nhà luôn đi, xe taxi tới kìa, đừng để cho anh ta đợi. Còn Vũ Thanh thì có công chuyện đột xuất rồi các bạn ơi. Không sao hết, không có Vũ Thanh thì có Hành Ngáo nè. Đi thôi các đi bạn rồi. Xe taxi đầy các bạn ơi, còn anh Vinh và cameraman sẽ đi xe máy riêng nha. Bọn mình ngồi ở đây uống nước xong cho nó tỉnh táo rồi đi vào tham quan khu vườn. Tới nơi này thì ăn quýt với uống nước thì miễn phí, còn đi vô vườn là chỉ để tham quan thôi. Giờ đang ngồi đợi nè. Là mặt nước cái chỗ tỉnh táo rồi. Ngồi đây nghỉ mệt chút nè. Uống nước cho Phương. Đúng ra là bữa nay mình không có đi được đâu. Tại vì bữa nay ông thầy ổng đi tập huấn cho nên mình được nghỉ và tham gia cái buổi đi vườn quýt này nè các bạn. Lấy trái quýt đường lột ra ăn coi. Ở đây có hai loại quýt, một loại là quýt hồng, một loại là quýt đường. Quýt đường thì nó ngọt ngay, còn quýt hồng thì chua chua ngọt ngọt. Ngon quá. Chạy mía rồi chị Thảo. Tay con dơ con đừng có cầm để chị đút cho. Hả? Ở đây người ta có nuôi cá lóc với rùa nữa nè các bạn. Nhìn hai con cá lóc này thèm cá lóc nướng chui với người ta. Thèm cá lóc nướng chui thì nói cho anh Vinh biết. Thèm thì chiều nay bắt hai con cá lóc này nướng chui ăn luôn. Yeah. Còn bây giờ là đi vườn quýt. Đây đây anh kia nè, cầm một cái rổ, cầm một cái rổ. Đấy, dạ. Đi ra vườn quýt tham quan, rồi những cái trái nào á nó rụng ở dưới đất mà còn ăn được đó, bọn mình sẽ lụm nó để vào trong cái rổ này. Trời ơi, cái này vườn quýt hay là vườn cốc mà sao cốc nhiều dữ vậy? Quá trời cốc luôn. Rồi, trái nào trái nấy bự bành kia luôn kìa. Đó, thấy quýt đường chưa? Dạ. 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 Trời, trời quá trời nhiều luôn, nhiều luôn. Đúng rồi á. Vườn quýt rộng không? Dạ. Rộng. Ăn tới mốt chưa có hết nữa. Đó, quá đã, quá đã. Trời ơi, người ta tham quan vườn quýt buổi sáng ai mà tham quan buổi trưa nắng muốn chết luôn đây nè. Ở ngoài người ta có cho mượn nón lá kìa, sao không lấy? Sẵn lấy cho anh cái nón lá luôn nha Phương. Lấy cho anh luôn. Lấy cho dạ. Anh luôn. Mặc dù mình luôn. Đẹp trai và nổi tiếng thiệt, nhưng mà da đen quá thì gái nó chê. Đi qua tham quan tiếp. Đi thôi. Quá trời quýt luôn. Ê, quýt có bự quá. Các bạn vô cái vườn quýt này nè là chỉ được tham quan và chụp hình thôi. Các bạn thấy các bạn nào không? Xin đừng hái trái, cảm ơn. Các bạn nào mà muốn ăn quýt á thì ra ngoài mua hoặc lượm mấy trái vừa mới rụng. Các bạn nghe quýt hồng Lai Dung là cái cây này nè, rất là nhiều trái luôn. Chỉ có một cây quýt nhỏ xíu thôi mà một đống trái luôn nè. Tức thì chứ nhìn được thôi chứ không có hái được. Tức thì ngồi đây cũng vậy hà. Giờ bọn mình sẽ đi lượm quýt và bỏ vào cái gỗ này ăn review cho các bạn xem.
Nãy giờ kiếm trái quýt không ra luôn các bạn ơi. Không nghĩ tới chuyện kiếm con trái quýt thôi mà nó khó. Uầy, cuối cùng cũng đụng được hai trái quýt đó ha. Hai trái quýt bự mới chịu chứ. Quá cho bự luôn. Coi ăn được không nha. Đó. Thấy không? Mặc dù quýt nó rụng thiệt nhưng mà trái quýt này nó vẫn còn rất là ngon. Cô Phương nè, vô chổng nó lấy nón lá chứ nó ngủ chổng luôn rồi chứ gì. Em đem nón về rồi nè. Tèn ơi, anh tưởng cứ ngủ ở chổng luôn rồi chứ. Trời ơi, em tưởng cái vườn quýt này nhỏ lắm hả, em đi vô chổng lâu muốn chết luôn á. Với lại mình là dân nghệ thuật mà, cho nên em đã lựa mấy cái nón thiệt là nghệ thuật. Đúng là đẹp thiệt đó ha. Chà, cầm cái này mỗi đứa một cái đi, anh có nón rồi, anh khỏi có đội. Dạ. Em cá luôn anh Trinh. Em cá luôn nha anh Trinh. Là do buổi sáng mấy em này bận đi học ở trong trường, cho nên bọn mình chỉ có thể đi tham quan vườn quýt vào lúc 1 giờ trưa thôi. Vì thế mà nắng rất là gắt. Đi kiếm quýt nữa ơi. Ê, có hai trái quýt nó rụng kìa. Để coi thử ơi, coi còn ăn được không. Rồi, trái này nó hư rồi. Dục luôn. Ý, ở đây có trái quýt nè. Không biết có bị hư không nữa. Hên quá, không có bị hư, còn ăn được nè. Vậy là được 4 trái rồi đó. Đi kiếm quýt tiếp đi các bạn ơi. Ở đây có 2 trái nè các bạn. 2 trái. Mình phải đi mót từng trái vậy đó. Tiếp coi. Kê, đây. Đừng trái nữa. Bỏ vô gỗ nè anh Trinh. Cái này nó hơi ê rồi nè, nó không có ngon. Kê. Trái này nó dập luôn rồi. Thôi kệ nó đi, hồi nữa ăn sao. Nãy giờ được 4 trái các bạn ơi. Không lẽ mấy vườn quýt này mình đi tham quan mình không được hái là gì anh Trinh? Không phải là vườn quýt nào mình cũng chỉ tham quan thôi. Do cái giai đoạn này á là gần Tết rồi, mình đi vô trong này mình tham quan để chừa quýt lại cho gần Tết khách du lịch người ta tới đây, để người ta còn quýt để người ta chụp hình, người ta quay phim. Chứ giờ cưng vô trong vườn cưng hái hết trơn rồi. Rồi tới Tết khu du lịch của người ta còn ai đi tới thăm nữa. Ý, ở đây có trái quýt nè, không biết có bị hư không nữa. Hên quá, không có bị hư, còn ăn được nè. Vậy là được 4 trái rồi đó. Nãy giờ kiếm muốn chết không gặp trái quýt nào hết trơn vậy ta. Ý, ở đây có con trái quýt nè mà nó bị hư rồi. Coi vòng vòng có không. Ê, ở đây có con trái nữa nè. Không có đứa nào hết. Thôi ăn trước đi rồi tính. Mất công mấy đứa nó lại nó dành nữa các bạn. Trời ơi, cứ ngọt quả khác đâu á. Mấy đứa kia ăn quýt hồng, mình là chỉ thích ăn quýt đường thôi. Quýt hồng chua chua mình ăn không có được. Vừa ngắm quýt ở phía trên mà vừa ăn quýt ở dưới cây, thật là hưởng thụ. Hả? Anh Ngáo nằm đây làm gì vậy? Em không thấy anh đang nằm đây ăn quýt hả? Vậy mới gọi là hưởng thụ. Đây là cái phong cách ăn quýt của đại gia Dubai. Ấy, hay giờ nghe, để mình bắt chước thử coi. Anh Ngáo nằm đây, vậy em nằm anh đây nha. Ok. Là quýt ghê. Ăn miếng rồi. Hả? Trái quýt nó đốm muốn bể mặt mình luôn các bạn. Lần này ăn trúng trái quýt chua lét hè. Quýt hồng thì có trái chua trái ngọt, chứ không muốn ngọt hết thì ăn quýt đường đi. One hour later. Anh dẫn bọn em đi đâu mà lúc trong vườn vậy anh Vinh? Mấy đứa muốn hai quýt tòng. Dạ muốn, nhưng mà đâu có cho hái đâu. Thì giờ mới dẫn đi vô sâu trong vườn nè. Ở ngoài mặt tiền hai quýt rồi ai đi tới tham quan nữa. Phải đi vô sâu trong vườn này hái. Tuy nhiên thì hái quýt bao nhiêu đem ra ngoài cân rồi tính tiền bấy nhiêu. Mà giá quýt trong đây bao nhiêu anh Vinh? Quýt hồng ở trong vườn này là 60.000 đồng một ký. Còn quýt đường là 35.000 đồng một ký. Đi hái quýt thôi các bạn. Đi thôi. Kè, đó. Quýt hồng nha, nguyên một nồi luôn. Như hai trái này là chín rồi nè. Các bạn bẻ là lặt xuống nè. Đó. Như cái vỏ trái quýt này màu hồng là nó chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ bẻ cuốn quýt nha. Nè chị Thảo. Rồi. Kè, có một trái chín mất nè. Đây, để em bẻ cho. Bỏ vô gỗ đi anh Vinh. Ok. Bọn em muốn hái bao nhiêu thì hái hay là sao anh Vinh? Không phải, mỗi em chỉ được phép hái 1 ký quýt đem về nhà biếu cho cha mẹ thôi. Quýt hồng em ăn không có được, giờ em đi hái quýt đường được không? Quýt hồng 60 ngàn sao mày không hái, đi hái quýt đường 35 ngàn lỗ nha con. Cái trái nào ngon thì ăn chứ không có tính lời lỗ gì đây hết trơn á. Ba cái trái quýt này vỏ của nó chỉ xem màu hồng, tất nhiên là chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ hái nha. Mình sẽ hái trái này. Đó.
đựng trái nè các bạn. Bỏ xuống gỗ của mình, gỗ của mình đầy nhóc luôn nè các bạn. Đấy, hai trái này nó chín rồi nè, giờ mình sẽ hái luôn. Còn trái này nó chín luôn rồi nè, hái luôn. Mình hái nhiêu ra là đủ 1 ký rồi đó. Còn mình chưa đủ 1 ký đâu, mình sẽ hái thêm vài trái nữa nha. Đằng đây nè, trái này da nó đỡ chót rồi nè, mình sẽ hái luôn. Rồi, vậy là hơn 1 ký rồi đó. Hay vậy chứ quýt nó nặng lắm, 7-8 trái là được 1 ký à. Đi Phương. Dạ đem quýt vô nha các bạn. Quá trời quýt luôn nè. Mỗi bạn á, mình chỉ cho mang đi về nhà cho gia đình khoảng 1kg quýt thôi, biếu cho cha mẹ. Nhưng mà mấy em nhỏ này hái hồi quen tay, hái hoài, hồi gan ký mấy 2kg luôn. Giờ cũng 5 giờ chiều đó các bạn ơi. Ừ, hồi nãy bọn mình đã đặt với ông chủ trước là 2 con gà, rồi 2 con cá lóc nướng chui. Giờ đi vô ăn chiều rồi bọn mình sẽ trở về nhà nha. Đúng rồi anh Nhân ơi, đó bận quá trời luôn rồi. 5 minutes later. Mấy đứa ưng đồ ăn để trong này coi. Dạ. Rồi. Đây, đồ ăn đây bạn ơi. Bỏ dài ra ngoài nha. Cá lóc nướng chui nè. Rồi. Dạ, mời tài xế vô trong này ăn luôn cho vui. Đổi nè. Nè gì quýt vô chính giữa ngồi ăn rồi cho về. Bọn mình ăn xong là sẽ đi về nha. Trong bữa chiều này bọn mình sẽ ăn cá lóc nướng chui nè, gà nướng với mấy cây gỏi, gà hấp chanh nữa. Ăn xong rồi đi về. Đó. Chẳng do cá lóc nướng chui ăn rất là ngon nha. Lâu lắm rồi mới được ăn lại cái món cá lóc nướng chui này nè. Dạ kìa, quá thì ngon luôn. Mùi thơm. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Dạ. Còn đây là nước mắm me dùng để chấm gỏi cuốn nè. Gà hấp lá chanh nè. Rồi ăn đi, ăn đi. Ăn miếng rau với bánh tráng nè, gấp miếng bún bỏ vô. Gấp thịt cá vô. Cuốn lại. Chấm miếng mắm me ăn cái. Nó bả. Gái nó ăn của vậy, lớn hơn sao có chồng. Ăn kiểu như Tây Phương, lớn lên mới có chồng rồi các bạn. Video này đến đây là khép lại được rồi. Chiều rồi, tối thui rồi. Bọn mình nên kết thúc thôi. Và sau khi các bạn xem xong video này, đặc biệt là đối với những bạn trên Sài Gòn đó, các bạn cũng biết được cái vườn quýt Lai Dung nó trông như thế nào. Một cây quýt nó còn bao nhiêu quả, rồi làm sao để phân biệt được cái trái quýt đó nó chín rồi. Trái quýt nó chín thì cái vỏ nó sẽ màu hồng, còn cách bẻ thì lấy cái tay đặt vào cái đầu cuốn bẻ ngang là xong. Các bạn nào muốn tham quan vườn quýt nè, hãy lên mạng gõ vườn quýt Hai Kiệt là ra Hà. Tối rồi giờ bọn mình sẽ đi vô trỏng đăng ký tính tiền rồi đi về. Các bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm like, bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha. Hẹn gặp các bạn những video sau nha. Bye bye.